Giờ mà chưa chạy thằng thằng bon nó bị vàng giả hơi vàng. Thế nhưng hôm đấy là ấy à? Hôm đấy là kiểu như là một cái là kiểu như là không giả dạ, trắng lắm mà trắng đi luôn không luôn trắng đi mắt luôn. Thế xong vừa rồi là lúc để nha, nhà chú thuê một cái phòng xong kiểu sáng sớm là cứ phải phơi ấy ơi. Nhà mày không phơi à? Không bao nhiêu. Phòng rẻ, nhà chú đi chơi phòng rẻ. Tầng 4 nhau. Tầng 4. Tầng 4 nhưng phòng nó ghi tầng trên số phòng bao nhiêu? Đó, nhớ là 102 bao nhiêu. 102. Ừ, đúng là 102. Lên cái cầu thang cái là từ thang máy qua cái này tôi thích bên trái luôn. Tôi trái luôn kìa. Phòng đấy là phòng đông đông không? Không, phòng đấy là phòng... Có cái đàn trong chất lượng không đúng không? Phòng VIP. Ừ. Nhưng hai người. Mấy người phòng? Hai người phòng. Hai nhà phòng. Hai nhà phòng. Người đó, chú có đặt đấy đâu. Chú kéo ngoài, không phải là tùy hôm có phòng mới có đấy. Vào cái không chú chả phải làm cái gì chị chú làm hết rồi ờ để xong đưa đến hôm nào là bác sĩ đến hôm đấy con chị bảo mình luôn độc lắm tiền giường không mất mấy củ rồi.